Bảo Châu xin mến chào với cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Châu. Hôm nay mình có nấu món cháo Huế rất là thơm ngon và hấp dẫn. Mình cũng mời cả nhà mình cùng vào bếp cùng nấu với mình luôn nha. Ở đây mình dùng nửa chén gạo nè, và mình cũng đã vo sạch và mình cho cái nồi lên và cho gạo vào mình rang cho thơm nha. Bây giờ mình sẽ cho 3 tô nước vào luôn và mình sẽ nấu cái phần này cho sôi lên và cho cháo mình đã chín nha. Bây giờ cái phần cháo của mình cũng đã sôi và mình sẽ vớt hết bột ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ đỡ cái phần cháo một bên mình nấu nha. Bây giờ mình sẽ va chuẩn bị cái phần nguyên liệu nha cả nhà. Mình sẽ dùng 200g phần hến nha. Tỏi và hành tím mình cũng đã băm vừa thôi. Một củ cà rốt mình sắc hạt liệu. 10 nấm đông cô mình ngâm nở và mình rửa sạch, mình cũng sắc nhỏ nha. Cuối cùng là hành lá và ngò rí á các nhà. Rồi tiếp mình nêm cho phần cháo mình nó thơm ha. Bây giờ mình sẽ lại bếp, mình bắt cái chảo lên, mình cho 3 muỗng canh dầu vào. Và khi cái phần dầu của mình nó nóng lên thì mình sẽ cho cái phần hành tím và tỏi mình băm lúc nãy vào ha. Bây giờ mình sẽ đảo đều cho cái phần hành và tỏi mình nó vàng lên cho thơm nha. Và mình sẽ lấy 1/3 mình chừa lại tí xíu, mình sẽ bỏ lên cái phần cháo khi mình ăn rất là thơm luôn á cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần hến vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần nấm đông cô và cà rốt mình sắc hạt lựu vào luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đảo sơ cái phần này mình nấu nha. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị vào luôn. Mình sẽ nêm 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối. Và cuối cùng thì mình xíu tiêu nha. Rồi mình sẽ đảo đều cái phần này, mình nấu cho nó thấm gia vị cho đều nha cả nhà. Bây giờ cái phần của mình nó đã thấm đều rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết vào cái nồi cháo luôn nha. Cháo của mình cũng đã chín rồi á cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho vào hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều nè. Đó, và nấu thêm tí xíu nữa. Rồi mình sẽ nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình mình ha. Bây giờ mình sẽ cho thêm một tí xíu bột ngọt nè, một tí xíu đường và một ít muối vào nha. Vậy là cái món cháo của mình á vừa thơm và vừa nước rất là ngọt, rất là ngon luôn cả nha. Bây giờ cháo mình chín rồi, mình sẽ múc ra tô mình tắt bếp luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho thêm một tí xíu hành phi và tỏi phi lúc đầu nè con nè. Mình cho thêm tí hành lá, rồi rí mình sắc nhỏ nè. Và mình cho thêm một tí xíu tiêu. Vậy là món cháo hôm nay mình chia sẻ cháo hến nấu cùng với cà rốt và nấm đông cô đơn giản nhanh, ăn rất là mát, rất là tốt và rất là thơm ngon nữa. Thì nếu các bạn xem thấy thích video mình thì đừng quên ủng hộ mình nha, bằng cách like, chia sẻ, đăng ký và nhớ rung chuông để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành nha.